nhằm phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa ở Việt Nam. Thực dân Pháp đặc biệt chú ý đến việc xây dựng hệ thống đường sắt. Từ năm 1931, Pháp khẩn trương xây dựng đoạn đường sắt Nha Trang - Đà Nẵng và hoàn thành vào cuối năm 1936. Tháng 9 năm 1939, tại nhà đồng chí Nguyễn Đình Thụ, cách đề bô Diêu Trì 200m về phía đông nam, ngay thuộc thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước, chi bộ cộng sản đầu tiên của công nhân đường sắt Bình Định được thành lập, gồm số đảng viên được kết nạp từ trước của Đảng bộ trường kỹ nghệ thực hành Huế và các đồng chí trưởng thành trong phong trào đấu tranh của công nhân Diêu Trì, do đồng chí Nguyễn Đình Thụ làm bí thư. Chi bộ cộng sản trong công nhân đường sắt đã ra đời, đánh dấu phong trào công nhân xe lửa Diêu Trì cũng như ngành đường sắt Bình Định, đồng thời ghi nhận sự phát triển vượt bậc phong trào cách mạng của nhân dân địa phương. Cùng với Đảng bộ và nhân dân Bình Định, chi bộ đề bô Diêu Trì đã góp phần làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 tại Bình Định. Để ghi nhớ sự kiện quan trọng đầy ý nghĩa lịch sử cách mạng trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước đã quyết định huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng nhà lưu niệm chi bộ đề bô Diêu Trì. Tháng 9 năm 2011, nhà lưu niệm chi bộ đề bô Diêu Trì chính thức được khởi công xây dựng trên khuôn viên diện tích 3.630 m², nằm trên tuyến tỉnh lộ 638 với tổng vốn đầu tư hơn 7 tỷ đồng. Trong đó, người dân và doanh nghiệp đóng góp khoảng 1 tỷ đồng. Nhà lưu niệm là nơi trưng bày những hình ảnh, hiện vật và những tài liệu hồi ký, tài liệu mật thám pháp có liên quan đến quá trình hoạt động của chi bộ về phong trào công nhân đường sắt trong những năm 1939-1945. Những đóng góp của công nhân đề bô, công nhân ghe Diêu Trì và nhân dân Tuy Phước trong cách mạng tháng 8 ở Bình Định cũng như trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ sau này dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà lưu niệm được xây dựng khang trang với diện tích 284 m², gồm 3 phòng, phòng tiền sảnh là gian trang trọng nhất, đặt 3 bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã có công sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bàn thờ đồng chí Nguyễn Đình Thụ, bí thư đầu tiên của chi bộ đề bô Diêu Trì, bàn thờ đồng chí Trần Bé, bí thư đầu tiên của huyện ủy Tuy Phước trong kháng chiến chống Pháp và thờ các anh hùng đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc. Phòng thứ 2 trưng bày những hiện vật, tài liệu, hình ảnh về sự ra đời, lãnh đạo và phát triển của chi bộ đề bô Diêu Trì. Phòng thứ 3 trưng bày các hiện vật, hình ảnh với nội dung phát huy truyền thống cách mạng và tinh thần quật khởi của chi bộ đề bô Diêu Trì.